Anh không có ý với người ta, tại sao người ta nhắn tin gọi điện cho anh hoài vậy? Anh nói với em rồi thì gọi điện một chút xíu mới biết là người ta gọi lộn số. Vậy sao còn nhắn tin? Thì bà gọi lộn, bà nhắn tin bà xin lỗi. Vậy sao còn tặng quà? Cái nữa mệt quá, cái chuyện quà cáp là không phải quà của anh, quà của công ty anh, anh chỉ nhận giùm thôi. Nhưng mà em cũng thấy là anh giấu giếm em cái chuyện gì đó. Anh dạo này khác lắm, đi sớm về khuya, còn xài nước hoa nữa. Trời đất ơi, em nói em phải suy nghĩ cho anh khác cái gì. Còn cái chuyện dầu thơm là sao? Dầu thơm là em tặng anh mà. Thì anh xịt là chuyện bình thường thôi, chứ không xịt thì để dành xịt gì, xịt bông trong nhà hả? Nói cái gì em phải có lý do. Còn cái chuyện mà đi sớm về muộn, tại sao anh lại đi sớm về muộn? Em phải suy nghĩ, tại sao em không nghĩ đến lúc đó là kẹt xe. Ngoài cái chuyện đó ra, anh còn nhận thêm những dự án mới của công ty anh nữa. Dự án, công việc. Anh lúc nào cũng công việc hết trơn, không quan tâm gì tới em hết á. Anh đi theo công việc của anh luôn đi, đừng có về nhà này nữa. Bây giờ em bình tĩnh lại đi, chừng nào bình tĩnh đi rồi nói chuyện. Ý anh là sao? Anh không muốn nói chuyện với em nữa hả? Không. Hay là bây giờ anh muốn ly dị, anh kiếm cớ làm cho em tổn thương. Anh càng ngày càng quá đáng lắm luôn á, biết không? Xưa anh thề non hàng biển, bây giờ anh thay đổi vậy là sao? Thay đổi cái gì? Cái lời thề non mà nó non thì nó muốn mất, lúc nào nó mất. Làm sao mà anh biết được cái chuyện đó? Em cứ vậy hoài à, có cái gì thì cứ nói đi. Mộng Thắm, Mộng Thắm nào? Dạ dạ, ra liền. Trời ơi, gì kêu bài hái vậy chị? Bị dọn đồ hết mua vali chị đi, chị ra khỏi nhà này. Ủa, đi du lịch hả chị? Du lịch cái gì? Chị bỏ nhà đi đó. Ngơ ngác cái gì, đi bụi đó. Đi bụi. Thôi em thấy chưa, anh không còn thương gì nữa. Ở đây làm gì? Đúng rồi chị, một khi mà đàn ông không thương mình nữa, mình đi đi. Đi đi chị, đi cháu sợ, đi. Rồi mày đi luôn, em giỡn chơi hả? Gia đình đang căng thẳng mà. Em biết thấy căng quá, tưởng ra cho nó vui. Không cần vui cái điều đó, em xuất hiện là đã vui rồi. Cái chuyện gia đình người ta tự tính được. Em làm ơn là phước, không cần phải đi đâu. Ở đây đi, tôi đi. Ê khoan, sao anh ơi. Ủa chị kêu đi rồi, giờ anh đòi đi nữa, cuối cùng ai đi để em biết em đi luôn. Đi luôn ai canh nhà hả? Bán hả? Nhà luôn. Bạc bán là cái gì? Số hộ khẩu của tôi mà, chị được quyền sử dụng mà. Hả? Ở đó đi, tôi đi. Anh... Cửa ngoài. Trời, ở tường hả? Đi vô dọn đồ đã. Ôi, chị có cần dọn quần áo cho chị luôn không? Alo mẹ hả? Dạ, mẹ đừng có lo nha, con rể của mẹ ngoan lắm. Con điều tra rồi, anh không có bồ nhí hay lăng nhăng gì hết á. Dạ, anh đang ở kế bên nhà em trai của ảnh. Thôi, cho ảnh về chi. Con phải cho anh ở bên đó mấy ngày, để coi á, không có vợ chăm sóc á, thì ảnh sống làm sao. Dạ, mẹ yên tâm nha mẹ. Dạ. Chị ơi, cái gì vậy? Có hai tin rất hot. Hot lắm chị ơi. Chị muốn nghe tin nào? Nghe tin đầu tiên đi. Trời ơi, tin đầu tiên hot ơi là hot luôn. Sao? Hồi sáng mới đọc báo. Trời ơi, người ta nói sa mạc đang nóng lắm. Trời ơi, trời ơi. Chưa, mày điên hả? Chưa hết, còn một tin thứ hai nóng hơn nữa. Chồng chị. Chồng chị sao? Mới trúng số. Cái gì? Chồng chị trúng số? Đúng rồi. Em xuống dưới đường đi chợ, thấy anh đứng ngoài tiệm vé số á. Anh đổi vé số chị ơi. Ủa, anh đổi vé số, anh lấy tiền. Ừ. Có nghĩa là anh đang có tiền. Đúng rồi. Có tiền của anh, là tiền của chị. Chị bình tĩnh nè. Hả? Khi nào chị cầm tiền trong tay mới là tiền của chị, hiểu không? À. Bây giờ anh cầm tiền là anh đi. Coi chừng anh đi theo gái chị ơi. Đi kiếm anh đi. Vậy là chị phải đi kiếm anh liền. Kiếm anh đi chị. Khác có gì nữa. Ôi, nhưng mà đi kiếm anh mất mặt lắm. Trời ơi, đi kiếm chồng chứ không phải đi kiếm trai mà mất mặt. Đi đi. Tại vì chị đang giả bộ giận ảnh, bây giờ đi kiếm anh. Thôi, sao? Thì coi như có cơ hội làm quê, hiểu không? Trời ơi, đi. Chị muốn mất chồng không? Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì nữa? Trời ơi, thiệt á. Này nè, mấy chị nghe nha. Thí dụ, chị có một cục tiền trong tay, đúng không? Chị muốn mua sắm thoải mái luôn. Chị muốn mua cái gì chị mua. Chị muốn sắm cái gì chị sắm. Sắm vàng nè, đi du lịch nè, đi sửa sắc đẹp. Đi kéo chị Hoài lên xíu, căng cái mặt nè, nhấn mí mắt, sửa mũi nè, chích bơm môi, làm ngực luôn đó, hút mỡ, làm hết em. Nè, hết chưa? Trước kia mà chị sửa cái mặt của chị á, em sửa cái nết của em trước đi. Có chứ, có đi hỏi rồi, có đi hỏi 2-3 tiệm thẩm mỹ rồi, không có chỗ nào sửa cái nết hết. Có vậy đi rồi.
bỏ chị nết na qua bên đi, bây giờ đi đi kiếm chồng chị nhanh lên. Đúng rồi, đúng rồi, nhanh lên, cố lên nha chị. Trúng kế của chị rồi. Trời ơi, cái ghế này mà đụng vô sao nó lạ quá. Lâu quá không về nhà, ngại quá, đồ ăn của nhà mình không dám bóc luôn. Chồng yêu ơi, mấy nay vợ chồng mình xa cách nhớ nhung quá nhiều. Em làm nước tăng lực cho chồng uống để thêm sức. Đã xa cách rồi uống tăng lực vô cho có sức chạy thêm hả? Thôi, chồng đừng có giận em nữa mà. Đáng lẽ em mới là người phải giận nè. Chồng đàn ông con trai mà sao cứ giận em hoài à? Đã vậy bữa nay còn là mùng 8 tháng 3 nữa. Ủa, em còn biết nói nữa hả? Bình thường em giận anh có một tuần lễ à, sao hôm nay em giận anh ngay có một ngày lễ vậy? Tại vì á, em nhận ra là vợ chồng mình phải tin tưởng nhau. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết á, cho nên em không có nghi ngờ chồng nữa đâu. Trời ơi, thì đó anh đã nói với em rồi, hiểu không? Có cái chuyện gì mai mốt em nói, từ từ em chia sẻ cho anh biết. Có gì đâu mà cứ đùng đùng nổi giận lên hoài à. Vậy là chồng hết giận em rồi hả? Chồng có biết làm sao không? Từ khi mà chồng ra khỏi nhà là em ăn không ngon, ngủ không yên, cứ suốt ngày suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Không biết chồng ở ngoài đường sống làm sao. Trời ơi, yên tâm đi, anh ra ngoài đường anh sống là có người lo, có người mua đồ ăn cho hết rồi. Ai lo cho anh? Thẩm đó. Mà còn anh đó, từ nay về sau anh đừng bỏ nhà đi nữa nghe chưa? Em biết nói anh em cũng vậy á. Từ đây về sau em đừng có hở đụng chuyện gì chút xíu rồi cứ đùng 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 giận. Vợ biết rồi nè. Vậy là vợ chồng mình về nha. Từ nay về sau là không có giấu nhau chuyện gì nữa đúng không? Biết rồi. Thiệt không? Thiệt, bóc miếng thanh long ăn coi. Dạ. Rồi. Chồng về trúng số hả? Thì đã nói là không có giấu nhau gì hết nữa mà. Bây giờ chồng đưa hết tiền đây vợ giữ cho. Vợ chồng mình là một mà đúng không? Tiền của anh cũng là tiền của em. Quên. Hai vợ chồng mà tiền mà là một mà đúng không? Đúng rồi. Là một nên mỗi đứa một tờ. Dạ. Hiểu không? Hai này chung là một. Giờ mỗi đứa một tờ. Trúng có nhiêu đây vậy? Trúng gì? Trúng số đó, sao có nhiêu đây? Trúng gì? Có mấy? Thôi nha, chồng đừng có giấu em nha. Chị nói chồng nghe nè, dù bây giờ mà chồng có trúng số hay không trúng số hay chăng nữa thì hai vợ chồng mình vẫn mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bao giờ xa cách. Cho nên chồng đừng giấu em nữa mà. Ý là anh không có cố tình anh giấu em đâu. Đó thì chứ em biết mà, em biết là chồng không có giấu em đâu. Nhưng mà trúng cái gì? Thì trúng số. Số mấy? Anh không có giỡn với em, anh đâu có trúng cái gì đâu, em nói gì vậy? Con Thắm nó nói là trúng số mà. Thôi bây giờ thôi để anh nói thiệt cho em nghe. Cái này giống như là anh với con Thắm bày ra để cho em với anh huề với nhau thôi. Trời, nói vậy là anh với con Thắm lập kế hoạch để lừa em hả? Anh có tin là em đuổi hai người luôn không? Tin chứ.